Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án về việc thành lập kế hoạch tổ chức thi công, quản lý chất lượng, tiến độ ngay sau khi khởi công các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập kế hoạch thi công tổng thể, kế hoạch thi công chi tiết từng hạng mục, kèm theo kế hoạch quy động nhân sự, máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm, trình tư vấn giám sát chủ đầu tư chấp thuận báo cáo bộ trước ngày 15 tháng 1. Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các bộ ngành có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2 năm 2023 theo đúng yêu cầu nghị quyết 18 của chính phủ. Cùng với đó, các nhà thầu phải tuân thủ quy trình thi công, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.